trường hợp khi lát lên rồi thì xảy ra cái việc là không bằng phẳng và không khít. Làm thế nào lát nền thật phẳng, thật bằng và khít hả anh? Đó, ok, rất là câu hỏi rất hay. Cái việc đầu tiên thì bạn hỏi câu hỏi này thì thứ nhất là cái việc này là cái nhiệm vụ của bên 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 thợ, thợ làm đúng không? Cái việc thứ hai là ngoài cái việc thợ ra thì mình phải quản lý làm sao yêu cầu thợ nó làm chuẩn. Đấy. Đấy rồi, nhưng mình phải hướng dẫn làm sao yêu cầu từ ngay từ đầu để tránh trường hợp khi lát lên rồi thì xảy ra cái việc là không bằng phẳng và không khít. Đó thì lúc đấy cãi nhau. Thế thì cái việc đầu tiên ấy, là cái nền ban đầu trước khi lát gạch ấy, làm sao phải cốt chuẩn đã. Đấy. À, cốt chuẩn tránh làm sao logo mình vừa tốn vật liệu lại vừa không đảm bảo được cái việc để yêu cầu. Cái việc thứ hai ấy, trong quá trình mình làm ấy, thợ làm ấy, thì mình yêu cầu mua cái gọi là ke cân bằng. Bây giờ nó có ke cân bằng kể cả lát gạch hay lát đá hay là ốp gạch. Đấy, thì đều có ke cân bằng đó, thì bạn có thể hoàn toàn làm sao là yêu cầu thợ sử dụng cái ke cân bằng đó. Cái ke cân bằng đấy thì giá rất là rẻ thôi. Một là ke chữ thập, hai là ke nêm. Đấy, ke cân bằng nêm. Thế thì hai cái này mình chi phí cho thêm cho bổ sung thêm cho khi mà lắp gạch ấy, nó cũng đáng bao tiền. 100 mét thì nó hết tầm khoảng mấy trăm nghìn tiền ke ấy thôi. Đấy, thì bạn có thể thêm được cái phần đấy. Rồi khi mà có ke cân bằng rồi thì bạn muốn khít thì phải có gì, kìm để kéo, để dùng đưa lên ke nêm đấy để yêu cầu tất cả các mảnh gạch của nó rất là phẳng, rất là thẳng. Đấy. Rồi, ok, cái thứ ba là muốn gọi là lát nền hay làm sao ốp nền, ốp gạch tường hạn nó đẹp thì bạn cần phải có gì, cái keo ốp gạch, có keo chít mạch rất là tốt đấy, gọi là keo chứ không phải bột trà mạch. Đấy thì trên vừa rồi chia sẻ cái câu hỏi của bạn sói cô độc đấy, là kinh nghiệm đấy này thi công đúng không ạ.